chuyện từ lúc bắt đầu liền vô địch tiếp theo phần trước trần trường an dẫn theo đám nữ nhân đi vào trong hàn lan các trong lúc hắn đang dùng roi và toi để trừng phạt bạch nguyệt thì đám người hàn lan các nhận ra thân phận của hắn chính là người mà các chủ cần tìm hàng triệu năm qua vì vậy liền đuổi hết khách nhân ra bên ngoài tuy có một chút xung đột nhỏ nhưng không đáng kể ngay cả quản sự tầng năm cũng đến để thử hắn sau khi chứng kiến thực lực của trần trường an đám này liền rời đi đồng thời minh cũng thông báo sẽ gặp các chủ ở chỗ hắn cùng lúc này Tại chỗ ở của Giang gia, chỗ bí cảnh chữa thương của Giang Toàn Sở. Lúc này trên bầu trời của bí cảnh đột nhiên bị xé rách ra, khiến cho Giang gia chủ kinh ngạc, nàng ta cảm nhận được khí tức của một siêu cấp cao thủ vực ngoại đang giáng xuống Cửu Châu đại lục, đi tới bí cảnh của Giang gia, dường như là cảm nhận được thần lực bên trong cơ thể của Giang Toàn Sở, cho nên người này mới vội vàng chạy tới. Giang Ngưng Nhiên dưới ánh mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lên bầu trời, truyền tống trận sao, người tới sẽ là ai đây? Đột nhiên lúc này đám người giang ra liền gọi gia chủ nàng ấy đã cử động nghe vậy cô nàng giật mình quay ngược lại nhìn về phía giang toàn sở đang ngồi chỉ thấy cánh tay của giang toàn sở lúc này đang có những cử động khẽ điều này làm cho mọi người đều vui mừng bởi vì sau một thời gian chữa trị thần hồn giang toàn sở có lẽ cũng đã sắp tỉnh dậy rồi hai mắt nàng tuy vẫn nhắm nghiền nhưng da rẻ dường như đã hồng hào hơn trước rất nhiều đồng thời cũng có một cái trận pháp dịch chuyển tức thời xuất hiện ở một cái địa phương khác ở cửu châu còn lúc này, ở trong Hàn Lan Các, Trần Trường An đã kết thúc việc trừng phạt Bạch Nguyệt, cô nàng vẫn nằm chồng phao câu lên. Trong khi Mên đã thay bộ đồ mới được các nàng mua cho, đồng thời nhẹ giọng nói, Bạch Nguyệt, hôm nay chỉ là một hình phạt nhỏ mà thôi. Nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh cáo mạnh mẽ với ngươi, nếu như tương lai ngươi còn tái phạm, ta sẽ áp dụng hình phạt càng nghiêm khắc hơn đối với ngươi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt khẽ thút thít, Bạch Nguyệt hiểu, trong lòng thì thầm nghĩ, lần này sự trừng phạt của chủ nhân khiến cho bức tường tu vi có dấu hiệu lỏng lẻo ra dường như sắp đột phá rồi vì vậy nàng ta dự định lần sau nhất định sẽ phải tìm kiếm cơ hội khiến cho chủ nhân tiếp tục trừng phạt để thăng cấp với cô nàng ưa thích bạo lực thì càng phạt nặng thì càng sướng phê cái đầu mà lúc này thấy hắn mở cửa đi ra ngoài đám quản sự tầng năm của hàn lan các kinh ngạc lắm nhưng với người xuyên không như trần trường an thì cái sở thích quái gở của bạch nguyệt hắn cũng không lạ gì thầm nghĩ không biết hồng y có cái sở thích này không nữa nhưng tạm thời chưa vội hắn quay sang nói với đám ngân âu bộ trang phục này của các ngươi đẹp đấy ta sẽ mặc nó nhiều hơn chứng kiến hắn thay đồ mới đám con hàng nữ nhân liền chỉ muốn dụng hết trứng linh bảo nhi hồ hởi sư phụ dường như đã biến thành một người khác sau khi mặc bộ quần áo mới này vào còn hồng y thì đỏ hết cả mặt chủ nhân thật là anh tuấn quá đi mà vừa mới bị nện cho tơi bời khói lửa bạch nguyệt tiếc lắm nàng ta muốn tiếp tục được chủ nhân chăm sóc tiếp ngay cả đám người hàn lan các cũng không ngoại lệ ánh mắt đỏ cháy đê mê nhìn trần trường an không chớp khó trách mà các chủ của chúng ta lại nhớ thương hắn mãi không nguôi như vậy. Sức mạnh siêu cấp cao thủ, lại còn đẹp trai người người như thế này, thì người con gái nào mà chẳng dụng hết chứng vì hắn cơ chứ. Nhưng nhìn thấy đám này vẻ mặt si mê như thế, Hồng Y và Linh Bảo Nhi ghen tức xì khói, dường như muốn oánh vỡ đầu đám này, dám giành gẹ với các nàng à. Thế là liền chạy tới ôm Trần Trường An để đánh dấu chủ quyền, trong lòng thì thầm nghĩ, các ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, sư phụ, chủ nhân, tiền bối, là của chúng ta rồi, nhưng mà điều này làm cho Trần Trường An hơi rén, không hiểu sao đám nữ nhân này bây giờ đều trông giống như mấy cô nương ngốc vậy chứ. Đột nhiên lúc này, Trần Trường An cảm nhận được có gì đó đang tới, hắn cảm nhận được thần lực không gian đang dao động mãnh liệt, điều này chứng tỏ rằng, hắn không phải là người duy nhất mở truyền tống trận tới chỗ của Giang Toàn Sở, nhưng cũng không biết người này tới Cửu Châu có mục đích gì, là bạn hay là kẻ thù của hắn đây. Ở bên kia, Ngân Âu không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, nàng ta vui vẻ cười, nhờ có Trần Tiền Bối chúng ta mới có thể cảm nhận được bầu không khí của thế giới bên ngoài ở bên trong hàn lan các khép kín này tính toán thời gian thì hẳn là các chủ của chúng ta cũng sắp trở lại rồi nhưng mà trần trường an không thèm quan tâm hắn liền tốc biến rời đi ta sẽ đi ra ngoài một lát rồi sẽ trở lại sau điều này làm tất cả mọi người đều việt vị ngớ cả người đặc biệt là đám người ngân âu cảm thấy nghẹn họng bọn họ không biết ăn nói giải thích sao với các chủ của các nàng bởi vì các nàng đã báo cáo trần trường an ở trong hàn lan các đợi bây giờ hắn lại rời đi rồi khiến cho các nàng đau đầu mà đúng lúc này truyền tống trận trong các cũng đã mở ra một cái chân đi giày cao gót đen xuất hiện đám ngân âu lập tức nhận ra người này liền chào hỏi các chủ nhìn người phụ nữ mới tới đám linh bảo nhi cảm thấy nàng ta rất đẹp nhưng cũng đồng thời rất khó hiểu rốt cuộc là cô nàng này và sư phụ của các nàng có quan hệ gì nữa chắc là cả đám đang ăn giấm chua hết cả rồi người tới chính là hàn hy nàng ta nhìn ngó một hồi xung quanh liền cất tiếng hỏi người đâu rồi chắc là tìm không thấy thân ảnh của Trần Trường An, đúng là mê trai đầu thai cũng không hết. Không phải các ngươi nói, hắn đang đợi ta ở đây sao, giọng nàng ta đầy khó chịu, nghe vậy, đám người ngân Âu cũng rất bất lực, không biết phải giải thích ra sao nữa. Lúc này, Linh Bảo Nhi chạy tới, các chủ, xin hỏi người đang tìm sư phụ của ta sao, nghe cái tên sư phụ này, Hàn Hy khá ngạc nhiên. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đồ đệ của hắn, ta còn nghĩ rằng đó là người yêu của hắn nữa chứ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thế là nàng ta quay sang nhẹ giọng nói, cô có thể gọi ta là sư mẫu, ta là vợ chưa cưới của sư phụ ngươi, điều này làm cho cô nhóc trực tiếp sụp đổ, hóa đá luôn. Đồng thời, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, Hồng Y, Bạch Nguyệt, Ngân Âu và đám quản sự Hàn Lan Các đều kinh ngạc giật mình, giống như bị sét đánh bên tai. Đột nhiên lúc này, Hàn Hy cũng cảm nhận được, nàng không phải là người duy nhất đi tới cửu châu đại lục này để tìm Trần Trường An. Sư tỷ của nàng cũng đã đi tới nơi này, hai người đều là cọc đi tìm châu. Vì vậy nàng liền mở truyền tống trận, "Lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của ta, nếu như không tin, thì ngươi cứ thử chạy đi cho ta xem, ta sẽ tẩn cho ngươi một trận lên bờ xuống ruộng." Ở trong bí cảnh của Giang gia, Giang Ngưng Nhiên ánh mắt mở lớn nhìn người đang tới, "Tại sao ngài lại đi tới đây chứ?" Nghe vậy, người bước ra từ trong bí cảnh nhẹ giọng đáp, "Giang Ngưng Nhiên tiểu muội, muội vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi cả. Muội có nhớ chúng ta không? Ngưng Nhiên à?" ta đã tạm gác lại thư mời tham dự cuộc thi tinh vực do chư thần vạn giới tổ chức gấp gáp không dừng vó ngựa chạy tới nơi này ta chỉ có một mong muốn đó là không thể để cho sư muội của ta chiếm được ưu thế sở dĩ nhiều năm như vậy nàng chưa dám đến gặp hắn bởi vì nàng ta cho rằng việc mình làm vẫn chưa đủ tốt vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân của mình nên lo lắng mình không thể gây ấn tượng được trước mặt của hắn lúc này trần trường an cũng đã mò về đây hắn chưa dám hiện thân đứng trên một mỏm đá dòm xuống miệng há hốc hoảng hốt Tại sao lại là cô ấy cơ chứ, lại tới đây vào thời điểm quan trọng này, hy vọng rằng không có chuyện gì xảy ra. Ở bên dưới, cô nàng vừa tới tiếp tục trải lòng mình, nhưng bây giờ thì có hơi khác một chút, khóe miệng nàng khẽ nhếch cười xinh. Thì ra là thần nữ thường hy của đại lục hàng cổ, nàng vẫn mặc cái áo choàng được men ra chỉ phong ấn bảo vệ. Chỉ khác bây giờ khí chất nàng ta đã cao quý và thành thục hơn rất nhiều, nàng khẽ nhẹ giọng bây giờ có lẽ ta sẽ chủ động theo đuổi huynh ấy. Giang ngưng nhiên lập tức nhìn về phía Giang toàn sở, cảm thấy rén lắm, thần nữ kỳ thực 10 triệu năm qua vẫn luôn nhớ thương Trần Trường An. Nếu như nàng ấy biết chuyện về toàn sở, không biết sẽ làm ra cái hành động gì không biết nữa, nàng ta cũng rất lo lắng. Dù sao thì một người là chủ nhân của hàng cổ đại lục, còn một người chỉ là một nhân vật nhỏ bé, một tiên nhân của đại lục cửu châu mà thôi. Thấy Giang gia chủ cứ liếc nhìn Giang toàn sở, thường hy lên tiếng thắc mắc, cô ấy đang làm gì vậy, mà tại sao ngươi thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô ấy, nàng ta là ai vậy? Nghe vậy, Giang gia chủ giọng hơi rén, a à, thần nữ nàng ấy là thiên tài trong gia tộc ta giang toàn sở nàng ấy đã bị tổn thương linh hồn từ lâu đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại lúc này thường hy cũng nhìn toàn sở kỹ hơn cảm thán cô nương này rất đẹp nhắc tới điều này giang gia chủ cũng tự hào đúng vậy nàng ta quả thực là cô nương đẹp nhất trong giang gia chúng ta cũng có vô số người theo đuổi đồng thời thường hy cũng nhìn ra được thương thế của toàn sở có một vấn đề ngưng nhiên công pháp chữa trị linh hồn của ngươi vẫn còn chưa đạt tới trình độ thuần thục cho dù có là thần lực ban phước nhưng ma lực của ngươi quá yếu không đủ để cộng hưởng với nó sau khi tỉnh lại nhất định sẽ mất đi một số ký ức trước kia điều này làm giang gia chủ sợ hết hồn cái gì đời ta thế này là toang rồi toàn sở mà bị làm sao ma thần trần trường an sẽ cho nàng đi bán muối mất lúc này thường hy cũng ra tay những vòng tròn tiến vào trong đầu của toàn sở cũng may lúc trước ta ở vạn lý tinh vực du hành nhiều năm có thu được một bí thuật có thể đánh thức nàng ngương nhiên ngươi hãy ghi nhớ rằng để chữa trị linh hồn ngươi phải xâm nhập vào sâu bên trong thức hải của đối phương và tiến hành hàn gắn những mảnh ký ức bị vỡ vụn mặc dù khi đó ngươi có thể biết được một số bí mật của người đó nhưng mà không quan trọng cứu người là trên hết trước đây ta đã từng nhắc nhở ngươi nhiều lần ngươi phải không ngừng tăng cường linh thức ma lực tu vi của mình để có thể khống chế được đại thụ linh hồn của giang gia mặc dù tỉnh lại nhưng mà nếu như người đó mất đi ký ức quên đi những người quan trọng thì sẽ rất đau đớn sau một lúc thường hy thu lại thần lực cười vui vẻ ta đã hoàn thành sửa chữa linh hồn, nàng ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Điều này làm cho Giang gia chủ thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thường Hy. Trong lòng thì thầm nghĩ, may mắn có được sự giúp đỡ của thần nữ, toàn sở cuối cùng cũng ổn định được linh hồn bản thân, nếu không ma thần Trần Trường An sẽ cho ta đi bán muối mất. Ở bên kia, sau một hồi thì Giang toàn sở cũng đã bắt đầu tỉnh lại rồi, khóe miệng khẽ nhếch. Nghe tiếng nàng, Giang gia chủ vui mừng, toàn sở cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, còn cô nàng vừa mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh khác lạ, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm, chỉ nhớ tới Trần Trường An của cô nàng. Nàng hốt hoảng, Trường An, huynh ấy còn đang chiến đấu, ta phải tới giúp đỡ chàng. Thấy vậy, Giang gia chủ liền quát tỉnh cô nàng. Chiến tranh đã kết thúc rồi, hắn cũng đang sống rất tốt, ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đi. Nhưng mà đột nhiên cô nàng giật mình, nhớ tới Thường Hy đang ở chỗ này, liền quay sang lấp liếm, thần nữ, cảm ơn người đã cứu toàn sở, không chỉ có ta và Giang gia cảm ơn người trần trường an cũng sẽ cảm ơn người nghe tới điều này làm thường hy rất mông lung trường an sao chuyện này thì có liên quan gì tới hắn chứ lập tức làm giang ngưng nhiên rén lại hích hích trời ơi ta vui quá nên bị nói hớ mất rồi à ở phía sau hóng hớt nãy giờ ngọc thiền liền lên tiếng toàn sở là vợ của trần trường an hắn đương nhiên là sẽ muốn cảm ơn người đã cứu vợ mình ra rồi làm cho thường hy kinh ngạc nhìn nàng cái từ nương tử này làm cho nàng có chút mất mát trong lòng ngay lập tức giang ngưng nhiên chạy tới bịt mỏ cô nàng giang ngọc thiền cẩn thận cái mỏ của ngươi nhưng cô nàng thì không hiểu gì cả tôi đã phạm sai lầm gì sao lúc này trần trường an cũng không núp lùm hóng hớt nữa hắn từ trên cao phi xuống chỗ các cô nàng đang tập trung ánh mắt đầy mê tình nhìn về phía các nàng không biết là nhìn em nào đây có lẽ là giang toàn sở người mà hắn thích trước đây lúc này thấy người thương xuất hiện giang toàn sở giật khỏi tay gia chủ cất tiếng yêu thương gọi trường an đồng thời nàng chạy như bay về phía hắn thanh niên mên cũng từ từ bước tới hia người lao vào ôm nhau tình cảm chất chứa khiến cho nước mắt hạnh phúc của giang toàn sở rơi không ngừng ta ở đây trần trường a nhìn người mình thương cũng rất vui mừng khi nàng tỉnh lại khẽ vỗ về cô nàng ôm nàng vào lòng chứng kiến điều này ánh mắt thường hy ngây ngốc vui vì người mình thương 10 triệu năm đã được gặp lại buồn vì thấy hắn ôm một người con gái khác đột nhiên lúc này một cái truyền tống trận xuất hiện ở ngay đây kèm theo giọng nói chua loét ta sẽ xử lý hắn cho các người thì ra là hàn hy dẫn theo đám linh bảo nhi tới đây nàng nhẹ giọng nói có một số cô nương vẫn không tin rằng ta là người có quan hệ đầu tiên với ngươi ngươi có hiểu không hả ngươi phải xác nhận thân phận vợ cả cho ta đó nhưng khi thấy trần trường an ôm người con gái khác vào lòng vẻ mặt nàng đầy tức giận lúc này hệ thống cũng lên tiếng thông báo phát hiện nhiệm vụ ngẫu nhiên phát hiện ký chủ gặp được sự kiện đào hoa hãy mời ba người phụ nữ cùng xem lễ hội thả đèn lồng và hãy biến nó thành một mối quan hệ hài hòa thân thiện với tình cảm sâu sắc phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một tấm thẻ bất khả chiến bại trong một phút cái này là hệ thống nối giáo cho kẻ trăng hoa đây mà muốn mía ngọt đánh cả cụ cho cả ba nàng vào hậu cung không biết em nào sẽ là hoàng hậu em nào là hoàng quý phi em nào là phi tần đây nghe vậy vẻ mặt trần trường an cũng khóc ra tiếng mán luôn cái đậu mé hệ thống ngươi đây là cố ý mà còn lúc này đám nữ nhân đồng thanh hét lớn tên cha nam khốn kiếp hết tập 105, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo